Nhật Vi, vợ cũ Hồ Quang Hiếu, ly hôn sau 10 ngày và loạt nghi vấn hẹn hò Quang Lê Quốc Trường. Nhật Vi, tên thường gọi là Ivy Nguyễn, là một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi vỏn vẹn 10 ngày với Hồ Quang Hiếu, Ivy Nguyễn trở thành cái tên được nhiều người quan tâm chú ý. Ivy Nguyễn tên thật Nhật Vi và cũng chính là vợ cũ của Hồ Quang Hiếu. Trước khi gặp nam ca sĩ, cô từng là một hot girl nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc ngọt ngào xinh xắn. Với vóc dáng thu hút, nhan sắc xinh đẹp, Ivy Nguyễn nhanh chóng bước chân vào làng giải trí và trở thành gương mặt mẫu ảnh quen thuộc. Ngoài ra, Ivy Nguyễn còn làm diễn viên, tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim ngắn và nhiều MV ca nhạc đình đám. Kết hôn khi còn trẻ và chia tay vì không tìm được tiếng nói chung. Nhật Vi là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, từng có thời gian học tại Singapore. Cô có cuộc sống và công việc riêng trước khi cưới chồng, nhưng sau khi cưới và ly dị với người nổi tiếng, cô cũng không hề lợi dụng Hồ Quang Hiếu để làm bệ đỡ cho mình tiến chân vào showbiz mà chọn một cuộc sống không ồn ào. Năm 2013, một vài hình ảnh Hồ Quang Hiếu và Ivy Nguyễn bị phát hiện tại trung tâm thương mại khi tình tứ đi chơi cùng nhau, làm nhiều người nghi ngờ cặp đôi đang hẹn hò. Thế nhưng không ai lên tiếng, cũng như không có phát hiện gì mới nên vụ việc cũng chìm vào quên lãng. Năm 2016, bức ảnh cưới Hồ Quang Hiếu và Ivy Nguyễn bị lộ mới là lúc mọi người đều ngỡ ngàng. Hóa ra cả hai đã bí mật kết hôn mà công chúng không hề hay biết, sau đó còn bị sốc hơn nữa khi tuyên bố cả hai đã ly hôn sau 2 tháng sống chung. Hồ Quang Hiếu và Ivy Nguyễn yêu nhau khi nam ca sĩ quay bài không cảm xúc. Nhật Vi và Hồ Quang Hiếu cưới nhau năm 2013 rồi chia tay sau 2 tháng đám cưới. Được biết trong 2 tháng, cặp đôi chỉ sống chung cùng nhau 10 ngày. Sau này, khi sự nghiệp của Hồ Quang Hiếu thăng tiến như diều gặp gió, chàng ca sĩ bắt đầu được nhiều người biết tới hơn, cuộc hôn nhân thoáng qua ấy vì nhiều lý do lại không được anh nhắc tới lần nào. Về phía Ivy Nguyễn, nữ diễn viên cho biết cô chịu tổn thất về tinh thần khi mắc chứng trầm cảm sau ly hôn. Cô chọn cách im lặng để không ảnh hưởng đến danh tiếng của giọng ca Con Bướm Xuân và thu mình lại không tiếp xúc với ai. Phải mất 2 năm người đẹp mới tự cân bằng lại cuộc sống của mình và suy nghĩ tích cực hơn, yêu bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi, giao lưu với bạn bè và quay trở lại công việc. Thỉnh thoảng tin tức về Ivy Nguyễn cũng được nhắc tới, nhưng kèm với đó là danh xưng vợ cũ Hồ Quang Hiếu. Bẵng đi một thời gian, cư dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh thân mật giữa Ivy Nguyễn và ca sĩ Quang Lê, làm nổi lên tin đồn hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng người đẹp đã lên tiếng phân minh rằng hai người là anh em thân thiết mà thôi. Còn về chuyện tình cảm tương lai, cô muốn mọi thứ tự nhiên. Trong các bức ảnh được chia sẻ, cả hai có những cử chỉ thân thiết, thậm chí nam ca sĩ không ngại hôn lên má Ivy Nguyễn. Ivy Nguyễn xác nhận những bức ảnh dân mạng đang chia sẻ là lúc cô và Quang Lê gặp nhau trong một sự kiện. Tôi rất quý anh Quang Lê, cả hai có quen biết nhau từ trước. Anh Lê là người chủ động chụp hình với tôi, hai anh em hợp tính, vui quá chụp với nhau cả tiếng đồng hồ, hơn cả 100 tấm hình lúc nào cũng không hay. Vì quá thân mật nên nhiều khán giả cho rằng giữa giọng ca Về Đâu, Mái Tóc Người Thương và Hot Girl sinh năm 1992 có mối quan hệ trên mức tình bạn. Về điều này, Ivy bộc bạch, bây giờ tôi chưa dám nói trước điều gì. Từ trước đến nay, tôi luôn thích mọi thứ tự nhiên. Tôi thích sự hòa nhã, thân thiện và cách sống của anh Quang Lê. Về các hình ảnh thân mật với Ivy, phía nam ca sĩ Quang Lê không có phản hồi. Trước đó, Ivy Nguyễn cũng dính ồn ào khi đi từ thiện mà diện cả cây hàng hiệu vài trăm triệu đồng lên người. Nhưng đáp lại những lời soi mói cà khịa từ công chúng, Nhật Vi cho rằng, đối với tôi, từ thiện là từ tấm lòng chứ không phải vẻ bề ngoài. Tôi mặc sao không phản cảm, không ảnh hưởng đến ai là được. Hiện tại, Ivy Nguyễn có hoạt động kinh doanh riêng khá thành công, thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án quay ca nhạc của những ca sĩ. Nhật Vi cũng muốn quay trở lại với nghệ thuật trong vai trò diễn viên. Người đẹp Sài Thành cũng đang tập luyện vũ đạo, học thanh nhạc để lấn sân sang ca hát. Thời gian vừa qua, Ivy Nguyễn bất ngờ xuất hiện trong một vài video giải trí mới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu, khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn cặp đôi gương vỡ lại lành. Cụ thể, Hồ Quang Hiếu đăng tải hai video vui trên nền tảng mạng xã hội TikTok với sự góp mặt của diễn viên người mẫu Ivy Lê. Sau vài tiếng đăng tải, video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Nhiều khán giả nhận ra bạn diễn của Hồ Quang Hiếu chính là vợ cũ của anh. Khán giả bình luận, người này năm ấy đã từng về chung một nhà của anh Hiếu đây. Đôi này mà quay lại thì đúng là hết ý, trời sinh một cặp, một khán giả khác bày tỏ. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ công khai xuất hiện cùng vợ cũ sau 8 năm đường ai nấy đi. Vì thế động thái này của cả hai khiến fan suy đoán họ gương vỡ lại lành. Tuy vậy, một số fan lại cho rằng có thể cả hai chỉ là bạn bè và cùng hỗ trợ nhau quay video. Trả lời người hâm mộ trong một lần livestream về chuyện tái hợp Hồ Quang Hiếu, Ivy Nguyễn cho biết, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Việc này phải tùy duyên, mọi người hãy để thời gian trả lời nha. Tháng 10 năm 2021, Ivy Nguyễn tiếp tục vướng tin hẹn hò diễn viên Quốc Trường. Cụ thể, nam diễn viên xúc động chia sẻ lại clip cố nghệ sĩ Hoàng Dũng trong phim Về Nhà Đi Con. Trong clip, nam diễn viên nói về hai điều quan trọng đối với một người đàn ông là sự nghiệp và người phụ nữ của riêng mình. Nếu thiếu một trong hai thì vứt đi. Quốc Trường trải lòng, 33 rồi con vẫn thiếu, con nên tự vứt con luôn hả bố, nhớ bố. Đáng chú ý, sau đó không lâu, Ivy Nguyễn đã bất ngờ đăng tải lại story của Quốc Trường cùng dòng bình luận ẩn ý, sửa người chuyển mình, có ai sinh ra đã hợp và hoàn hảo đâu, sai ở đâu thì sửa ở đó, vì nhau mà sống, hiểu nên trân trọng một mối quan hệ thì sẽ có kết quả thôi phải không? Động thái của Ivy Nguyễn giữa lúc Quốc Trường than thiếu tiền và người phụ nữ bên cạnh lập tức khiến dân mạng xôn xao, thậm chí có nhiều người còn đặt nghi vấn vợ cũ Hồ Quang Hiếu và diễn viên Về Nhà Đi Con đang hẹn hò.
Để tránh ồn ào không hay, Ivy Nguyễn đã chính thức lên tiếng làm rõ. Theo đó, nữ diễn viên phủ nhận chuyện tình cảm với Quốc Trường và cho biết cả hai chỉ là anh em lâu năm. Anh em thôi đừng hỏi, Ivy Lê viết, đồng thời đính kèm khoảnh khắc thân thiết giữa cô và đàn anh. Đến nay, dù không hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Ivy Nguyễn vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của công chúng.